Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Mới đây, trước khi siêu bão Milton đổ bộ đất liền, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời 275 công nhân điện đến trú bão tại một khu nghỉ dưỡng riêng tại Miami, bang Florida. Những công nhân này được giao nhiệm vụ sửa chữa mạng lưới điện tại bang này sau khi cơn bão đi qua. Ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Trump, đã chia sẻ tin tức này trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, rằng thật vinh dự khi có 275 công nhân điện ở đây với chúng tôi. Các bạn thật tuyệt vời và Florida trân trọng các bạn. Hãy tận hưởng những căn phòng ở đây và giữ an toàn khi bão Milton đi qua nhé. Bài đăng này xuất hiện sau khi ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra mắt trang GoFundMe vào đầu tháng này, một trang web gây quỹ cho các nạn nhân của bão Helene, cơn bão đã đổ bộ vào vùng Big Bend của bang Florida hồi cuối tháng trước. Trang này hiện đã quyên góp được hơn 7 triệu đô la Mỹ. Khi cuộc bầu cử Mỹ đang tiến gần đến ngày bỏ phiếu vào tháng 11, bang Florida, một trong những bang chiến trường quan trọng, liên tiếp hứng chịu những cơn bão lớn là bão Helene hồi cuối tháng trước và siêu bão Milton mới đây. Những cơn bão này cũng đã biến bang Florida thành tâm điểm của làn sóng chia rẽ đảng phái, theo nhận định từ giới chuyên gia. Trong thời gian gần đây, ông Donald Trump thường xuyên chỉ trích chính quyền của ông Biden, bà Harris không kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ tại các tiểu bang trên khắp bờ đông, đồng thời cáo buộc Nhà Trắng đang sử dụng tiền quỹ cứu trợ cho dân Mỹ để phục vụ dân di cư. Tính đến thời điểm hiện tại, siêu bão Milton đang khiến hàng triệu người Mỹ phải nín thở, theo dõi diễn biến từng giờ đường đi của siêu bão để ứng phó. Được biết, siêu bão Milton là cơn bão cấp 5, cấp lớn nhất trong tháng bão năm mức của Mỹ, được dự báo sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Mặc dù hiện tại cơn bão đã giảm cấp, sức gió từ 193 km/h giảm xuống còn 177 km/h, tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm. Trước khi đổ bộ vào nước Mỹ, siêu bão Milton đã càn quét qua khu vực bờ biển đảo Yucatan của Mexico. Sau khi đổ bộ vào khu vực này, siêu bão Milton đã tàn phá nhiều nhà cửa, tài sản nơi đây. Một video được ghi lại bởi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho thấy những đợt sóng khổng lồ tại vịnh Mexico khi bão Milton tiến về phía bang Florida, Mỹ. Cơn bão mạnh này đã tạo ra những đợt sóng khổng lồ cao 8,57 mét và những cơn gió giật mạnh ở vịnh Mexico. Quang cảnh ghi lại được cho thấy nhiều cuộn sóng cao đã xuất hiện khi bão quét qua khu vực bờ biển đảo Yucatan của Mexico. Bên cạnh đó, đường phố khu vực này cũng bị ngập lụt, cây cối, đường dây điện bị quật đổ la liệt khắp nơi, khiến nhiều người hãi hùng, bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Milton. Cũng theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, đây có thể là một trong những cơn bão dữ dội nhất Đại Tây Dương, đồng thời là một trong những cơn bão có sức tàn phá lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Với những gì diễn ra, Milton đe dọa nhấn chìm các khu vực trũng thấp ở bang Florida với những đợt sóng lấn bờ nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng 2 triệu người trên khắp bang Florida đã được lệnh sơ tán và hàng triệu người khác đang nằm trong đường đi dự kiến của bão Milton. Cơn bão này ập đến chỉ 2 tuần sau khi Helene tàn phá Florida và nhiều bang khác. Một thị trấn nằm sát thủ đô La Habana của Cuba ngập hoàn toàn do bão Milton trước khi siêu bão mạnh nhất thế giới này đổ bộ vào bang Florida của nước Mỹ. Bờ biển phía tây nam nước này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của bão Milton. Được biết, thị trấn Sugidero de Batabano thuộc tỉnh Mayabeque đã ngập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão. Khu vực này giáp với thủ đô La Habana, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba. Trong khi đó, nhiều gia đình tại thị trấn Cocodrilo đã phải sơ tán. Các tàu cá được đưa trở lại đất liền. Chính quyền và người dân huyện đảo đặc biệt Isla de la Juventud nâng cao cảnh giác trước thiên tai. Viện khí tượng Cuba Insmed cảnh báo siêu bão Milton sẽ gây mưa lớn tại khu vực phía tây của Cuba. Gió giật mạnh kèm sóng biển dâng cao ở bờ biển Tây Nam và có thể gây ra lũ lụt cùng nhiều sự cố thiên tai khác ở Tây Bắc Cuba. Insmed dự báo những đợt sóng mạnh và lũ lụt ven biển sẽ bắt đầu xuất hiện tại bờ biển phía Tây Bắc Cuba, bao gồm cả đê biển Malecon bảo vệ thủ đô La Habana. Siêu bão Milton được ghi nhận là cơn bão thứ hai mạnh nhất trong lịch sử vịnh Mexico, với gió giật có lúc lên tới 320 km/h. Và sức gió duy trì liên tục ở mức 290 km/h. Hiện tại, bão đã suy yếu đi một chút, nhưng vẫn ở mức rất nguy hiểm. Theo ông Noah Bergreen, một nhà khí tượng học tại bang Florida, siêu bão Milton là một hiện tượng khí tượng ngoài sức tưởng tượng. Ông nói, tôi không thể tìm ra lời nào để diễn tả.
Milton gần như đã chạm ngưỡng giới hạn về sức mạnh của bão trên trái đất. Tôi không còn biết sử dụng từ ngữ nào để mô tả cho bạn về mặt khí tượng học của mắt bão cũng như cường độ của nó. Còn chuyên gia về bão của NBC6 South Florida, John Morales nghẹn ngào nói, đây là một cơn bão đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc. Tôi xin lỗi, thật kinh hoàng. Milton phát triển từ một cơn bão nhiệt đới, nhưng chỉ sau 36 giờ, nó đã mạnh lên thành một siêu bão cấp 5. Đây là một quá trình tăng cường nhanh chóng, và nếu bão đạt mức gió 310 km/h, nó sẽ vượt qua ngưỡng mà chỉ có 5 cơn bão trong lịch sử đạt tới kể từ năm 1980. Giáo sư Michael Mann, một chuyên gia về khí hậu nói, Milton có lẽ đã chạm đến ngưỡng bão cấp 6, cấp độ chưa từng được thiết lập ở Mỹ. Trong siêu bão Milton, các cơn gió giật với tốc độ lên tới 320 km/h sẽ là nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại nặng nề cho các khu vực ven biển. Cơn gió này có thể thổi bay mọi thứ trên đường đi, từ nhà cửa đến cây cối và cả các phương tiện giao thông. Ngoài ra, những cơn gió duy trì từ siêu bão Milton còn có thể gây ra hậu quả lâu dài và hủy hoại diện rộng. Người dân bang Florida, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía Tây, đang phải đối mặt với nguy cơ thảm họa khi siêu bão Milton tiến tới. Các nhà dự báo cho biết, gió lớn từ siêu bão Milton có thể đẩy nước biển vào bờ, tạo ra những đợt sóng cao tới gần 5 mét, nhấn chìm những khu vực vùng trũng thấp ở vịnh Tampa. Ông Craig Fugate, cựu giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp Liên bang Mỹ, FEMA, nói, nó sẽ không phải là nước biển tiến vào một cách từ từ, mà là đợt sóng ập vào rất nhanh, có thể khiến nhiều người mất mạng. Họ sẽ chết đuối hoặc bị đè bẹp bởi cây cối hoặc nhà cửa đổ sập. Giới chức hạt Pinellas, gồm các thành phố Clearwater và Saint Petersburg, dự báo khu vực sẽ chứng kiến nước dâng chết người, kêu gọi người dân lưu ý lệnh sơ tán bắt buộc. Ông Kathy Perkins, giám đốc quản lý khẩn cấp hạt Pinellas, nói, nó giống như cả biển nước tràn vào nhà các bạn, dòng nước dâng nhanh với áp lực rất lớn, vì vậy đừng nghĩ rằng bạn có thể vượt qua nó. Theo ước tính, hơn 1 triệu người đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp trước khi bão đổ bộ. Đây có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua tại Florida. Siêu bão Milton đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về hiện tượng bão mạnh lên nhanh chóng, mà các chuyên gia khí hậu gọi là tăng cường nhanh. Sức nóng của nước biển ở vịnh Mexico đạt mức kỷ lục, đã tiếp năng lượng cho siêu bão, biến nó thành một cơn bão quái vật. Bão Milton dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Lệnh sơ tán đã được ban bố trên phần lớn đường bờ biển, đồng nghĩa với việc người dân phải bỏ lại mọi thứ mà họ không thể mang theo, trong đó có cả những chiếc siêu xe, xe sang đắt đỏ. Trên mạng xã hội TikTok, nhiều video đã ghi lại cảnh tượng hàng dài những chiếc xe đắt tiền bị bỏ lại khi cơn bão đang đến gần. Những đoạn clip cho thấy hàng loạt xe Aston Martin, Lamborghini, Corvette, Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche được cất trong các bãi đậu xe cao tầng và bị bỏ mặc cho số phận. Hầu hết đều là những mẫu xe quen thuộc trong giới chơi xe Florida. Đáng chú ý trong số đó phải kể đến chiếc Fiat 500 Jolie nhỏ xinh và chiếc Corvette C3 sơn họa tiết lửa đầy ấn tượng. Người xem video đều bày tỏ hy vọng rằng hai chiếc xe đặc biệt này sẽ vượt qua cơn bão một cách an toàn. Để trong bãi đậu xe cao tầng không phải là cách duy nhất mà những người sở hữu siêu xe đang cố gắng bảo vệ bảo bối của họ. Một video khác được đăng tải trên TikTok cho thấy chủ nhân của một chiếc Corvette C8 đã bọc chiếc xe của mình trong một chiếc túi nhựa khổng lồ nhằm mục đích ngăn nước lũ tràn vào. Liệu cách làm này là ngớ ngẩn hay thiên tài thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Không chỉ có siêu xe bị bỏ lại, chủ sở hữu những chiếc xe bình dân hơn không thể đưa xe vào kho hoặc đưa ra khỏi khu vực đã tìm cách đỗ xe ở những nơi cao giáo khác, chẳng hạn như cầu. Kênh VKVUE Fox 8 trên Facebook đã chia sẻ hình ảnh những chiếc xe đậu trên cây cầu nối bãi biển Saint Pete với thành phố Saint Petersburg. Các đại lý ô tô ở Florida cũng đang phải chạy đua với thời gian để bảo vệ xe khi siêu bão Milton ập đến. Một video TikTok của đại lý Toyota đã hé lộ phần nào sự gấp rút, kịch tính và cả sự khéo léo của đội ngũ nhân viên trong quá trình di chuyển xe. Tại một đại lý Toyota ở Tampa, Florida, những chiếc Toyota đủ chủng loại phải đỗ san sát đến mức gần như không thể di chuyển. Mục tiêu là tối ưu hóa không gian bên trong để chứa được nhiều xe nhất có thể. Tuy nhiên, diện tích showroom có hạn, vì vậy đội ngũ nhân viên đại lý Toyota này đã chuyển hướng sang khu vực xưởng rộng lớn hơn để chứa những chiếc xe có kích thước đồ sộ như Tundra, Sequoia, Tacoma và cả những chiếc xe đã qua sử dụng. Thậm chí họ còn tận dụng hệ thống nâng để xếp chồng các xe lên nhau, tạo nên một khung cảnh ấn tượng với hàng dài xe hơi mới tinh ẩn mình trong tòa nhà.
Thực tế, không ít cư dân mạng cùng chung thắc mắc trước việc các đại lý không có không gian đủ an toàn cho tất cả những chiếc xe bày bán của họ. Bên dưới một bình luận như vậy, đại lý Toyota này đã vén màn một điều ít người biết đến. Theo đại lý, họ là một trong số ít nơi có không gian đủ rộng để chứa tất cả các xe của mình như trong video. Nhiều nơi muốn có không gian như thế này sẽ phải đập đi xây lại cả tòa nhà, thứ vốn dĩ hầu hết là đi thuê, chứ đại lý không thực sự sở hữu.